hệ chơi máy trần mà mua máy bên em ấy là quá chuẩn bài vì chỉ có bên em mới bảo hành rơi vỡ sửa chữa free anh em nhé. Em nói như này không phải là em khuyến khích anh em dùng trần đâu. Nhưng mà đây cũng là sở thích của một số bác thích dùng trần lắm. Chả bao giờ ốp yếc cường lực gì cả. Đây như bác này nhá dùng 15 Pro Max có ốp yếc cường lực gì đâu. Con này thì đã được thay kính lưng miễn phí một lần rồi nhá Lần này thì lại rơi phát nữa thì em vẫn thay kính lưng miễn phí tiếp vì chính sách là sửa chữa miễn phí không giới hạn số lần trong vòng 1 năm. Trừ màn hình nếu mà tì đè chảy mực thì hỗ trợ 50% giá gốc anh em nhé. Đúng là hệ thích chơi máy trần có khác, góc viền là cũng thấy mấy vết cấn rồi. Nhưng mà em vẫn phải khuyên thật anh em là mặc dù rơi vỡ được sửa chữa free Nhưng mà cứ sửa đi sửa lại là con máy của các bác không được bền và sử dụng lâu dài đâu nhá Và cũng mất luôn cái chế độ bảo hành một đổi một với cả lên đời thu bằng gió ghép Còn về sau nếu mà lên đời thì em vẫn hỗ trợ thanh lý hộ được nói chung là dù có trường hợp gì xảy ra thì em vẫn support các bác một cách tốt nhất các bác gìn giữ được ấy là tốt nhất còn bác nào mà rủng rỉnh chơi trần vô tư hỏng lại mua con mới em vẫn ở đây sẵn sàng bán cho các bác một con mới thế nhá